Look forward. You need to talk from GoPro. Maybe you forget later, okay? Yes. Are you ready? Forward. Okay, ready. Here we go. Yeah. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee! Cảm giác thật là đã các bạn. Cảm giác thật là phê. Yes. Wow. Rất là phê. Yes. Thật là tuyệt vời các bạn. Nó cảm giác thật là phê. Và bây giờ thì đang đứng ở đây. Đó, người ta đang kéo lên. Một cái khung cảnh nó rất là tuyệt vời các bạn. Đây là mới là độ cao khoảng 100m thôi, nhưng chúng ta nhảy không thể nào tin nổi là cái tốc độ nó lại nhanh như thế. Yes. Bây giờ để mình móc cái dây này vào đây đã. Ok. Ok. Rồi, let's go. Rồi, lên thôi. Bây giờ là họ kéo mình nhá các bạn. Trước khi nhảy, thực sự là chỉ có muốn khóc đến nơi luôn các bạn. Đó. Thật là phê. Yeah. Rồi, bây giờ đến nơi rồi các bạn. Rồi. Yeah. Okay. Okay, count down. 5, 4, 3, 2, 1, bungee! Yes! Woo! Quá đẹp, quá đã, một cảm giác rất là dô mốt. Phong cảnh rất là hữu tình. Đây là nhảy bungee, một trò chơi mạo hiểm mà rất no đâu. No.
Ok. Let's go. Tôi đã vượt qua được cảm giác 100m nhảy cầu boogie và cảm giác rất tuyệt vời. Các bạn phải thử một lần, các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh đây rất đẹp, đúng không? Và đây là cảm giác tuyệt vời trước nhất trước giờ, một trong những 101 điều các bạn phải thử và phải làm trong đời. Yes, bây giờ đang ở trên kia đang thả một sợi dây xuống để cho chúng ta đi. Cảm giác rất tuyệt vời. Các bạn biết là cho dù có gan dạ cái nào đứng trước cảm giác đó thì trên khi nào chán đời lắm thì mới có thể đi được thôi. Yes. Ok. Wow. Yeah. Oh no. Họ lại kéo lên rồi. Các bạn cảm nhận là nãy giờ tôi đang treo lung lửng. Lơ lửng giữa độ treo 100m. Và đang suy nghĩ là tại sao nó đeo xuống được. Yeah. Nó vẫn chưa cho mình xuống, nó chưa cho mình lên. Bà mẹ đó bắt đầu cảm giác đau chim ở đây rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta phải cái này. Yes. Đang kéo lên. Tớ phải làm cái ký hiệu này để họ kéo lên. Họ đang kéo lên cho tớ. Team Elite Latinum Fota, 30 người đi một câu. Tháng 4 2020. Rất tuyệt vời. Các bạn hãy tới đây làm đồng đội của tớ và trở thành Team Elite Latinum Fota để có những trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Hãy hạnh phúc để thành công, hãy sống cuộc sống có ý nghĩa, hãy tự cảm nhận được điều tuyệt diệu, kỳ diệu. Yeah. Wow. Hey, just wait. Don't look down. Okay. Look forward. Okay. Yeah. Don't touch. Yeah, nice. Okay, here we go. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. No. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. Okay, here we go. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. Thank you.
Round now. Yes. Yes. Em lên đây! Cứu em! Em cô đơn quá! Cột ở đâu? Cột ở đâu? Ok. Yeah.